Đồ sư cũ Lâm Võ xin thân ái mến chào cô chú anh chị và các bạn ngàn xa. Hôm nay thì em cũng giao lưu với cô chú anh chị mình một số đồ đồng ha, và đồ gốm và đồ gỗ sư cũ. Giao lưu và báo giá với cô chú anh chị mình qua số điện thoại em là 0345 238 512. Thì Lâm cũng chân thành cảm ơn cô chú anh chị mình rất nhiều đã xem và ủng hộ Lâm những clip vừa rồi rất là nhiều. Rất mong sự ủng hộ của cô chú anh chị mình ha trong những clip này. Còn đây là tác phẩm đầu tiên của chú anh chị, đây là một khắc ha. Một khắc thì em có một cái bộ lư xưa nè. Đó, bộ lư này thì tuổi đời 7-80 năm rồi cô chú anh chị. Chiều cao của lư thì em đo như vậy là 59, còn chiều ngang chỗ hai tay may như thế này là 40 đó cô chú anh chị ơi. Bộ lư này thì rất là đẹp luôn. Bộ lư này thì tích tứ linh cô chú anh chị, long lăng quy phục luôn ha. Đây cô chú anh chị, ở phía sau đây, ở phía sau là con rồng nè đó cô chú anh chị. Đây là con rồng ha, còn ở phía trước là con phụng cô chú anh chị ơi. Đây con phụng đây đó, ở trên là con lăng của chú anh chị. Con lăng thì ngậm một cái viên ngọc nữa nè đó. Bộ lư này rất là sắc sảo luôn của chú anh chị. Còn ở phía dưới này là con rùa ha đó. Tích thì tứ linh cô chú anh chị, long lăng quy phụng luôn. Bộ lư tròn của chú anh chị mình xem đây, ở rất là đẹp. Rất là im luôn cô chú anh chị. Con lăng thì cô chú anh chị ơi, dòm rất là sắc sảo luôn ha. Còn chiều cao của chân đèn như thế này là 48, còn cái mâm là 27 cô chú anh chị. Đó cô chú anh chị mình xem ha. Rất là im luôn cô chú anh chị. Bộ lư này thì cân nặng là 18 kg, giao lưu với cô chú anh chị mình là 24 triệu ha. Cô chú anh chị mình có tham khảo thì xin liên hệ qua số điện thoại của em ha. Còn đây là 2H thì em có một cái bộ lư nữa nè. Thì em đo như vậy là 65, còn chiều ngang như thế này là 45 của chú chị. Cô chú anh chị mình có tham khảo thì xin liên hệ với số điện thoại của em ha, 0345 238 512. Còn em ở đây là đường Trần Hưng Đạo, phường Bình Đức 5, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Nếu mà cô chú anh chị mình có đi tới cửa hàng bên em ha, vừa tới đèn bốn ngọn hướng về Châu Đốc khoảng 4 cây số thôi. Còn chiều cao chân đèn em đo như vậy là 48, còn cái mâm là 24 cô chú anh chị. Đó cô chú anh chị mình xem những bộ lư xưa rất là sắc sảo luôn cô chú anh chị ơi. Thì bên em thì là rất là nhiều lư, nhiều kiểu mẫu khác nhau để cô chú anh chị mình có thể chọn lựa được phù hợp trong gia đình của mình ha. Bộ lư này thì cân nặng là 14 kg, giao lưu với cô chú anh chị mình là 18 triệu ha. Còn đây là 3H thì em có một cái khay nước của chú chị, cái này là cây xưa ha. Đó, ốc thì nó đã lên cái màu vàng chanh này của chú chị, nên cô chú chị mình xem rất là đẹp luôn ha. Chiều dài em đo như vậy là 60, còn chiều rộng là 39 của chú chị đây. Đó, cẳng này là cẳng chim qua cô chú chị, chất liệu thì gỗ gõ ha. Hàng này hàng siêu tầm của chú chị ơi, nó rất là đẹp luôn nè, rất là liền luôn. Thì cái khay nước này thì em giao lưu với cô chú chị mình là 12 triệu ha. Khay này là khay xưa nghe cô chú chị. Còn đây là 4H, em có một cái quả cô chú chị ơi. Chiều cao của quả thì em đo như vậy là 12, còn
ở quanh miệng thì là 28, còn quanh bụng em đo như thế này đó là 88 của quý chị. Đây quả này là quả xưa ha, đó quý chị, chất liệu thì gỗ gõ. À, cái này mình đi đám thì tiệc là hết sảy luôn cô chú anh chị. Ở trên thì người ta cẳng một cái bông hồng ha, à, bông hồng và chuyện thì người ta sẽ cẳng ở theo cái dành dành ở phía trên đó, ở phía trong đây cô chú anh chị, rất là liền luôn. Đây cô chú anh chị, à, thì cái quả này thì em giao lưu với cô chú anh chị mình là 7 triệu ha. À, còn đây là 5H thì em có 4 cái dĩa cô chú chị, 4 cái dĩa Việt Nam nè. À, chiều ngang của dĩa là 23 đó cô chú chị. À, rất là đẹp luôn. À, cái này là Việt Nam của đó. Còn tích này thì Trúc Lâm Thất Hiền ở 7 dĩa tiên cô chú chị và cái vườn trúc ha. À, đặc biệt thì xung quanh vườn như thế này thì được người ta cẳng một cái lớp đồng vàng nè, đó xung quanh cái miệng dĩa này của chú chị, nên cô chú chị mình xem ha, nó rất là đẹp đó. Thì bốn cái thì đều như nhau của chú chị, cô chú chị mình có xài mấy cái thì em sẽ giao lưu với cô chú anh chị mình mấy cái ha. Mỗi một cái như thế này thì em giao lưu với cô chú anh chị mình là 500 ngàn một cái của chú chị. À, còn đây là 6H thì em có 5 cái dĩa cô chú chị, 5 cái dĩa này là dĩa Nhật ha. À, chiều ngang của dĩa em đo gì là 18 cô chú chị. Ở đây là cái dĩa này thì tùng hạt Trường Xuân cô chú chị ơi. Đó. Rất là đẹp luôn. Đây là dĩa này là dĩa Nhật ha. Thì mấy cái này thì nó khác cô chú chị. À, cái này thì chúc mai cô chú anh chị, tượng trưng cho thanh mai chúc mã đó. Dĩa này dĩa Nhật cô chú anh chị, thì em có 5 cái cô chú anh chị, 5 cái ha, 5 cái thì có một cái thì nó là tùng hạt Trường Xuân thôi, còn lại là 4 cái thì chúc mai cô chú anh chị. Đây 4 cái thì chúc mai ha, còn cái thì tùng hạt Trường Xuân. Thì mỗi một cái như thế này thì em giao lưu với cô chú anh chị mình là 500 ngàn một cái ha. Dĩa này dĩa Nhật cô chú anh chị, Nhật xưa luôn. À, còn đây là 7H thì em có một cái tô của chú chị, tô này tô hột xoài ha. Chiều dài thì em đo như vậy là 24, còn chiều rộng như thế này là 17 của chú chị đó, ở chính giữa đó, rất là đẹp luôn, rất là nguyên dạng của chú chị, không hề có lỗi lầm ha. Có thì em sẽ báo cho cô chú chị mình đó. Thì cái tô này thì em giao lưu với cô chú chị mình là 500 ngàn ha, là tô hột xoài của chú chị. À, còn đây là 8H thì em có 2 cái dĩa nè. Chiều ngang của dĩa thì em đo gì là 23. Đó, một cái bông hồng cẳng rất là đẹp của chú chị. Đó, dĩa này cũng là dĩa Pháp luôn. Pháp xưa của chú chị. Rất là đẹp nè, 2 cái ha. Mỗi một cái như thế này thì em giao lưu với cô chú anh chị mình là 500 ngàn một cái ha. Cô chú chị mình có xài mấy cái thì em giao lưu với cô chú anh chị mình mấy cái ha. Còn đây là 9H thì em có một cái dĩa nữa nè. À, chiều ngang của dĩa thì em đo như vậy là 20. Nó dĩa này cũng là dĩa Pháp luôn của chú chị. À, cái dĩa này thì nó có bị mẻ nha của chú chị. À, có sao thì em sẽ báo cho cô chú anh chị mình vậy ha, bị mẻ chỗ này. Nên cái giá này thì em cũng để giá hữu nghị cho cô chú anh chị mình luôn ha. Cái dĩa này thì em giao lưu với cô chú anh chị mình là 350 ha. À, còn đây là 10H thì em có một cái dĩa nữa của chú chị. À, chiều ngang của dĩa là 16. Đó, dĩa này cũng là dĩa Pháp luôn. Đó, cô chú chị ơi, rất là đẹp nè. Đó. À, cô chú anh chị mình lấy nguyên cái combo như thế này. Combo hôm nãy giờ là cái dĩa này là dĩa thứ tư và một cái tô luôn, thì em sẽ để giá hữu nghị cho cô chú anh chị mình ha. Combo này thì gồm có 5 cái của chú anh chị. Thì cái dĩa này thì em giao lưu với cô chú anh chị mình là 300 ngàn một cái ha. À, còn đây là 11H. Chiều cao của bình em đo như vậy là 22, còn quanh miệng là 11, còn quanh bụng em đo như vậy là 46 của chú chị. Gốm này là gốm Biên Hòa, gốm Biên Hòa của chú chị. Cái này là bách hoa của chú chị ơi, bách hoa ha, đây trăm hoa đua nở đó. Cái bình này thì cô chú anh chị mình xem nè, đó nó rất là đẹp nè,
hàng này hàng mới của chú chị, hàng này hàng mới ha. Đó, cô chú anh chị về ha, cắm hoa trên này, khi mà hoa tàn rồi cô chú anh chị mình bỏ hoa đi. Thì còn ở đây thì cũng còn là những cành hoa nữa nè, trăm hoa đua nở còn là những ở trong cái bình này. Cô chú anh chị mình có thể làm trưng bày cũng đúng đi, trưng bày nè, rất là đẹp luôn. Đó cô chú anh chị mình xem ha. Hoa thì mình bỏ đi, héo rồi mình bỏ đi được, nhưng mà cái bình này còn mình khỏi dẹp của chú chị. Đó mình vẫn để xài luôn. Đó, để trưng bày luôn vẫn đẹp của chú chị. Thì cái bình này thì em giao lưu với cô chú anh chị mình là 1 triệu ha. Còn đây là 12H, 12H thì em có một cái bình hút lọc của chú anh chị. Chiều cao của bình thì em đo như gì là 27, còn quanh miệng là 4 phân. Còn quanh bụng như thế này là 47 của chú chị. cái này là cũng là bách hoa luôn. Đó. Thì cái này thì cô chú anh chị mình ha, cắm một cành hoa đào hay là hoa gì ở trên này ha. Đó, cô chú anh chị mình xem rất là đẹp luôn. Cái bình hút lọc này thì mình để ở quầy tính tiền của chú anh chị, quầy tính tiền ha, hút tài hút lọc cho mình, nó đem lại sự may mắn cho gia đình của mình đó cô chú anh chị. Thì cái bình hút lọc này thì em giao lưu với cô chú anh chị mình là 1 triệu ha. Còn đây 13H, 13H thì em có một cặp đôn nè. Gỗ này thì gỗ gõ của chú chị, mặt đá thì mặt đá tàu ha. Chiều cao thì em đo như gì là 80, còn mặt đôn như thế này là 35. 35 vuông của chú chị. Đó, của chú chị mình xem ha. Chất liệu thì gỗ gõ của chú chị. Ở đây thì người ta cẳng những dây nho nè. Đó, cái đố này chân này thì chân tròn của chú chị. Ở dưới thì có một cái đồng tiền này cô chú anh chị ơi, có một cái đồng tiền này ha. Đó. Ở cặp đôn thì cô chú anh chị ơi, rất là đẹp luôn, mình kê đồ để đồ ha, những bình bông và những bình rượu của mình ở trên đây thì cô chú anh chị mình xem nó rất là đẹp á, để những cái góc của cô anh chị. Thì cặp đôn này thì em giao lưu với cô chú anh chị mình là 6 triệu 500 ngàn đồng. Còn đây là 14H, 14H thì em có một cái đồng hồ của chú chị. Chiều cao thì em đo như vậy là 207, còn chiều ngang thì em đo chiều, ở phía dưới đi, chiều ngang em đo như vậy là 46 của chú chị, còn em đo chỗ nhỏ lại ha là 28, còn chiều rộng như thế này là 19 của chú anh chị. Cái đồng hồ này thì 15 phút thì nó sẽ reo một lần ở cô chú anh chị ơi. Đây. Chỉnh thì em chỉ chỉnh 15 phút nó sẽ reo một lần của chú chị mình xem ha. Vẫn xài bình thường của chú chị. Đây giờ phía dưới của chú chị mình xem ha. Đây. Đó. Rất là liền luôn cô chú chị ơi, không hề có lỗi lầm ha. Nói cái đồng hồ thì nó rất là đẹp luôn. Cái này thì mình xài khi mà nó chạy xuống hết tới dưới này thì bắt đầu mình kéo lên lại cô chú chị, kéo lên lại ha. Rất là êm luôn. Thì cái đồng hồ này thì em giao lưu với cô chú anh chị mình là 40 triệu ha. Còn đây là 15H, 15H thì em có một cặp liễn nè cô chú anh chị. Chiều cao của liễn thì em đo như vậy là 217 cô chú anh chị. Còn chiều ngang của liễn là 24.
còn chiều dày là 3 phân của chú chị. À, chất liệu thì gỗ gõ, còn ốc này thì ốc sum carbon của chú chị. À, cẳng tích này thì là nhất thi của chú chị. À, cẳng này là cũng ở dưới thì cẳng chim điểu của chú chị, mai điểu đó. Dày tới 3 phân nặng của chú chị, rất là dày luôn nè đó. Rất là dày dặn luôn ha. Ở trên thì nó có một cái phen nữa của chú chị, có để mình có thể treo ở trên những cái góc cột á, rất là dày của chú chị. Như vậy tới 3 phân đặng. Ốc này thì ốc sum carbon của chú chị ơi đó. À, thì cặp điển này thì em giao lưu với cô chú anh chị mình là 16 triệu ha. À, còn đây là 16H thì em có một cái bộ lưu y. Bộ lưu y này thì nó gồm có 9 món của chú anh chị. À, 2 cái đôn ha, và 4 cái ghế và 2 cái băng dài và 1 cái bàn. À, đôn thì gồm có 2 cái như thế này. À, ghế này chất liệu thì gỗ cẩm lai của chú anh chị. Chiều cao thì em đo như vậy là 66, còn mặt đôn chiều rộng của đôn đó là 42, còn chiều dài như thế này là 48 của chú chị, còn cái chân đó là 5 phân đó của chú chị, rất là đẹp luôn. À, chất liệu thì gỗ cẩm lai đó của chú chị. À, đây nè, ở đây thì được chạm những qua lá tây hết của chú chị, còn những cái góc cũng vậy nữa, đâu có chú chị xem ha. Cái này thì nó mang cái phong cách của châu Âu của chú chị ơi, nó rất là đẹp ha. Đó, chắc là liền luôn. Đây, ở chân thì đều chân thiên nga hết của chú chị ơi, chân thiên nga hết luôn ha. Còn ghế thì gồm có 4 cái như thế này đó, em đo đại diện một cái cho cô chú anh chị mình ha. À, chiều cao thì em đo như vậy là 46, còn cái giữa sau là 110, còn chiều rộng thì là 52, còn chiều ngang như thế này đây là 65 cô chú anh chị, đây 64 hả cô chú anh chị, 64 ha. Đó cô chú anh chị mình xem, nó chạm những qua lá tây mà chạm cái phong cách rất là mới của chú chị, rất là đẹp luôn đó, để rất là sang luôn đó. Những cái tay thì cô chú chị cũng vậy luôn ha, đó làm cái mẫu rất là đẹp nè. Đây chân thì đều chân thiên nga hết nghe cô chú chị, chân thiên nga hết luôn đó. Cái bộ lưu y này thì nó rất là đẹp đó, được điều chạm thì rất là liền luôn nè cô chú chị. Đây ở phía sau đây cô chú chị đó, rất là đẹp. À, cô chú chị mình có quan tâm thì xin liên hệ qua số điện thoại của em ha, ở 0345 238 512. À, thì Lâm cũng chân thành cảm ơn tất cả cô chú anh chị và các bạn rất nhiều xem và ủng hộ Lâm những clip vừa rồi rất là nhiều nhé. À, còn đây là cái băng dài của chú chị, băng dài thì gồm có 2 cái băng như thế này ha. Đó. À, chiều dài thì em đo phủ bì luôn ha, chiều dài em đo như vậy là 120. Đây còn chiều rộng là 50, còn cái giữa sau cho cô chú chị mình xem, giữa sau cũng là 112 cô chú chị. Đó chiều cao thì là 46 đó cô chú chị ơi. Băng dài thì gồm có 2 cái băng như thế này đó, thì em đo đại diện một cái cho cô chú chị mình thôi ha. Đó gỗ cẩm lai thì cô chú chị ơi rất là đẹp luôn. Đây mặt sau đây cô chú chị rất là liền luôn, không hề có lỗi lầm ha. Nếu mà có thì em sẽ báo cho cô chú chị mình đó, cô chú chị mình cứ an tâm ha. Nếu mà cô chú chị mình có quan tâm thì đến cửa hàng bên em ha, xem thì nó sẽ rõ hơn cô chú chị. Hai băng thì đều như nhau nên cô chú chị mình xem rất là đẹp. À, còn đây là cái bàn này cô chú chị. À, chiều cao của bàn thì em đo như vậy là 73. À, còn chiều dài của bàn là 110, còn chiều rộng thì em đo chỗ lớn nhất là 67 cô chú chị. Còn từ cái mặt bàn xuống cái dèm như thế này là 13. À, còn cái chân là 7 phân. Đó.
cẩm lai thì cô chú anh chị ơi, dòm rất là đẹp luôn đó, dòm rất là đã cô chú anh chị, rất là chắc chắn luôn. À, thì bọn Louis này thì gồm có 9 món của chú anh chị, hai cái đôn ha, và 4 cái ghế và 2 cái băng dài và 1 cái bàn. Thì em giao lưu với cô chú anh chị mình là 160 triệu ha, chất liệu thì gỗ cẩm lai của chú anh chị. Cô chú anh chị mình có quan tâm thì tới cửa hàng bên em xem thì nó sẽ rõ hơn. Em ở đây là đường Trần Hưng Đạo, phường Bình Đức 5, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Nếu mà cô chú anh chị mình có đi tới cửa hàng bên em ha, vừa tới đèn Bốn Ngọn hướng về Châu Đốc khoảng 4 cây số thôi, cô chú anh chị mình thấy cửa hàng bên em. Nếu mà cô chú anh chị mình đi dầm cống ha, đường Chánh Long Xuyên, hết cái đường Chánh Long Xuyên khoảng chừng vài trăm mét thôi, hướng về Châu Đốc là cô chú anh chị mình thấy cửa hàng bên em ha. Thì tác phẩm này cũng là cuối clip hôm nay, thì Lâm cũng chân thành cảm ơn cô chú anh chị mình đã xem và ủng hộ Lâm những clip vừa rồi rất là nhiều. Em xin chào và hẹn gặp lại ạ.